Hai các bạn, hôm nay là một ngày thứ sáu, trời không được đẹp lắm, nhưng mà thời tiết thì cũng không có ảnh hưởng gì mấy, tại vì mình làm việc ở nhà các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một ngày làm việc ở nhà của mình như thế nào. Tại vì hôm nay mình có một cái cuộc hẹn với bác sĩ đưa thằng nhóc đi khám, cho nên sẵn mình quay luôn cho các bạn xem một ngày nó tiến triển như thế nào trong công việc cũng như trong cuộc sống mình ở Canada. Thì buổi sáng thì thường mình sẽ dậy lúc khoảng 7-8 giờ tùy bữa đó, để mình pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn Sam. Tại vì buổi tối các bạn bạn Sam phải thức, nói chung là ngủ ngắt quãng á, cứ 2 tiếng là phải dậy để cho thằng nhóc nó bú đó. Thì bạn Sam ngủ không có được tròn giấc, cho nên thành ra là buổi sáng thay vì bạn Sam phải làm những chuyện đó thì mình sẽ làm cho bạn Sam đó. Bạn Sam chỉ cần ngủ đến khi nào mà muốn dậy thì dậy, xong rồi uống cà phê và ăn sáng, rồi tiếp tục cho nhóc chăm nhóc trong khoảng thời gian mà mình đang làm việc đó. Thì hiện thời là mình đang pha cà phê cho bạn Sam với lại nấu đồ ăn sáng đó. Hiện thời là hình như là khoảng 7 giờ 15. Ở bên này các bạn thì nó sẽ không có những cái hàng quán như là quán phở, quán hủ tiếu, cơm tấm như ở bên Việt Nam mình vào buổi sáng, mà nó chỉ có những cái quán cà phê như là Starbucks hay là Tim Hortons để mở buổi sáng thôi. Thì trong đó người ta cũng chỉ bán cà phê với lại bánh mì thôi các bạn, chứ người ta không bán phở, bán súp như bên mình. Tại vì dân Tây bên đây á, thì họ ăn đồ khô vào buổi sáng. Thì theo họ nói là theo cái mấy cái nghiên cứu gì đó, thì họ nói là ăn đồ khô vào buổi sáng nó sẽ dễ tiêu hóa hơn là ăn đồ nước. Còn người châu Á mình thì thường thì hay ăn đồ nước vào buổi sáng. Cá nhân thì mình cũng hay ăn đồ khô vào buổi sáng, tại vì bụng mình cũng không có tốt á, cho nên mình ăn đồ nước nó khó tiêu, nó đặn bụng, nó ngồi làm việc cũng hơi khó chịu, nên ăn đồ khô cho nó nhẹ bụng. Đó, thì qua bên này nó sẽ khác một chút văn hóa như vậy. Thì nếu mà mình mới qua buổi sáng á, mình đi kiếm đồ ăn sáng này nọ thì sẽ không có như Việt Nam đâu, mình chỉ có bánh mì thôi. Thì thường mấy cái đó mình sẽ mua ở siêu thị, mình mua về mình để nhà. Còn muốn ăn đồ nước thì mình có thể mua mì gói hoặc là phở gói đồ á, đồ của Vifong á các bạn, cũng ngon lắm đó, mình chuẩn bị ở nhà đó. Thì buổi sáng bạn Sam muốn ăn gì thì mình nấu cái đó cho bạn Sam. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô bàn làm việc là khoảng 9 giờ kém 5, mình sẽ ngồi báo cáo công việc đó. Thì thường mình làm việc mình phải đeo tai nghe, mặc dù là không có ồn gì hết các bạn, nhưng mà mình vẫn phải đeo tai nghe để mình tập trung đó. Thì nói về công việc của mình á, thì mình làm việc tại nhà ha. Rồi mình làm việc thời gian linh động, có nghĩa là công ty cho phép mình chọn múi thời gian á, thí dụ như từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều, hoặc là 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, hoặc là 8 giờ đến 4 giờ chiều. Nói chung là miễn sao mình làm đủ 8 tiếng một ngày thôi. Và cái khoảng thời gian làm việc các bạn cũng không cần phải liên tục, có nghĩa là trong khoảng thời gian đó mình mà bận việc hoặc là có vấn đề gì đó mình cần xử lý á, thì mình có thể xin sếp. Thí dụ như hôm nay mình sẽ đưa thằng nhóc đi khám vào khoảng 4 giờ đó, thì mình sẽ xin sếp nghỉ chỉ sớm một tiếng đó, rồi mình chở thằng nhóc đi khám. Đi khám xong rồi thì mình còn thiếu một tiếng đúng không, thì buổi tối mình về mình sẽ ngồi làm bù lại một tiếng đó, hoặc là một tiếng đó mình làm bù vào ngày hôm sau chẳng hạn. Nói chung là mình làm đủ 8 tiếng một ngày. Bên đây thì không chỉ riêng cái công ty mình nữa các bạn, những công ty khác á, người ta cũng tôn trọng cái quyền riêng tư, cái quyền gọi là chăm sóc gia đình. Nói chung là những cái vấn đề về gia đình là người ta luôn luôn tôn trọng, cho nên mình thấy cũng rất là may mắn khi mình làm được và vào được một trong những công ty lớn và những công ty có cái chính sách rất là tốt cho nhân viên như vậy. Rồi cũng đến lúc là cho nhóc đi khám, thì mình vô mình chuẩn bị thay đồ cho thằng nhóc. Lúc này nó còn đang ngái ngủ tại vì mình dựng đầu dậy. Mà được cái thằng nhóc này nó khoái Kha-xích lắm các bạn, để lên Kha-xích là ngủ khò khò luôn, ngủ không biết trời biết đất gì hết. Thì ở bên này các bạn, đối với trẻ em dưới 12 tuổi mà khi đi trên xe là bắt buộc phải có Kha-xích.
Casit là cái giỏ mình đang để thằng nhóc lên gì nè. Đó, đối với trẻ sơ sinh á, trẻ newborn á, thì nó sẽ dùng cái giỏ như vậy. Nhưng mà từ khoảng 4-5 tuổi mà nó ngồi được rồi đó, thì mình sẽ có một cái dạng casit khác, nó giống vậy nè các bạn. Đó, thì mình phải để trên xe cho nó. Nếu mà đi trên đường mà cảnh sát pull over, là gọi là thổi vô á, mà kiểm tra thấy có trẻ em dưới 12 tuổi mà không có casit á, là mình sẽ bị phạt. Đó, với lại cái đó cũng là một cái vấn đề về an toàn cho thằng nhóc nữa. Đó, các bạn thấy mình phải buộc cái dây an toàn này nọ xung quanh người nó. Nhìn có vẻ là thấy hơi chặt, hơi khó chịu, nhưng đó là đúng theo quy định luôn các bạn. Với lại mình thấy thằng nhóc nó không có khó chịu gì hết. Người ta thiết kế ra là để dành cho trẻ em, cho con nít như vậy rồi. Rồi hôm nay mình dẫn thằng nhóc đi khám sức khỏe các bạn. Là sau khi một tuần mà gọi là sinh xong được một tuần á, là bên bệnh viện người ta hẹn là quay lại để kiểm tra tổng quát. Thì đó là hôm thứ hai là mình đã đi rồi. Thì cũng chẳng có gì đặc biệt, bác sĩ khen là mới có một tuần thôi, 9 ngày. Chính xác là 9 ngày. Thì bác sĩ khen là tăng ký tốt, lên ký tốt, mọi thứ đều bình thường. Ok, rồi mình cũng an tâm được phần nào. Rồi hôm nay thì mình đi khám gọi là tai mũi họng. Một bác sĩ, cầm bữa là mình đi tổng quát thôi. Còn hôm nay là đi gọi là, người ta gọi là specialist đó các bạn, là gọi là chuyên gia chuyên khoa. Đó, đi khám tai mũi họng là coi có bị dị tật hay là bị vấn đề về tai mũi họng gì không. Đó, thì hôm nay mình đi đến cái chỗ này. Nó là Lang Ly Clinic. Lang Ly Public Clinic ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong, có gì mình quay cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình đi về. Đi vô khám. Cái này là khám về hearing á các bạn, khám về khả năng nghe. Thì bác sĩ đút vô một cái tai. Bác sĩ đút vô một cái máy. Cái máy nó ghi là bát. Xong. Hai lỗ tai kịch. Xong. Test đúng nhanh luôn các bạn, chưa được đến 5 phút nữa. Bên đây người ta có máy móc á, cho nên test nhanh lắm. Giờ mình chạy về sẵn mình ghé xung quanh đi mua trà sữa hay gì đó. Nè các bạn có thể thấy mình để cái casit ngay ở giữa xe và quay mặt về phía sau. Thì tại sao, có thể có nhiều bạn hỏi tại sao lại quay mặt về phía sau á, tại vì trẻ nhỏ cái cổ nó còn yếu á, nên nếu mà có trời va chạm hoặc là thắng gấp á thì nó sẽ không có bị gọi là gập cái cổ xuống. Nó không, nó gây nguy hiểm đến cái cổ. Đối với trẻ em mà trẻ sơ sinh như vậy á, là mình phải để cái casit nó quay ngược lại như vậy mới được. Kể cả là đến 1 tuổi, 2 tuổi gì đó vẫn phải để như vậy. Đó, chi nào mà các bạn đổi qua cái casit dạng ghế ngồi á thì mới quay mặt ra đằng trước. Theo người ta khuyến cáo các bạn thì vị trí mà an toàn nhất trong xe là ở giữa xe. Thì có một số gia đình hay để cái casit kế qua cái ghế bên trái hoặc bên phải á, để bên cái phía còn lại còn rộng chỗ để có thể có thêm được một người, hai người ngồi. Nhưng mà đó là đối với dân Tây, người ta bự con thôi các bạn. Còn đối với dân châu Á mình, nhất là bạn Sam nhỏ xíu, cho nên thành ra cũng không cần phải để ra qua một bên. Mình thấy, mình nghe khuyến cáo của người ta là để giữa xe là an toàn nhất. Lỡ mà có đâm đụng hay bất cứ gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ ngồi trong xe. Rồi hôm nay mình làm món cá hồi áp chảo. Đây là mình mua được một lát cá hồi Chinook. Nên là gọi là King Salmon đó các bạn. Nhưng mà loại này là loại nuôi. Loại này là loại nuôi đó, của Kidland và bán trong Costco với giá là 34.62 đồng. Cho cái này là 0.936kg. Chưa được 1 ký, 900 mấy gram. Đó, cửa này là 34 đồng, là
rẻ nhất trong tất cả những khứa mà mình kiếm ở trong cái tủ lạnh. Còn mấy cái khứa khác đó, nó nặng hơn, cho thành ra có khứa là 50 đồng rồi 60 đồng cũng có nữa các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm món cá này thì cũng không có gì phức tạp hết các bạn, chỉ là cắt nó ra, tại vì một khứa này quá nhiều cho nên cắt nó ra để ăn một nửa thôi, nửa để tủ. Rồi và mình sẽ ướp một tí muối tiêu rồi chiên áp chảo cùng với lại cái cây hương thảo, cây rosemary ấy. Chiên như chiên thịt bò thôi. Bắt cá này mình đã để được mình mua được 2 ngày rồi mà nó vẫn tươi ngon nè các bạn. Không? Ngon dễ sợ không? Còn cái này là người ta đã lóc da sẵn cho mình luôn rồi, chỉ còn vài cọng xương thôi. Rồi mình sẽ lấy miếng này mình ăn, còn miếng còn lại mình sẽ cất tủ lạnh. Vô rồi các bạn, nuốt vô trong họng rồi mới thấy được cái vị của cá hồi thơm dễ sợ. Bỏ vô lưỡi thì chưa có, nhưng mà lúc mà nuốt xuống thì nó thơm. Chiều nay mình sẽ nấu món mì spaghetti sốt kem với lại sốt cà chua bò bằm. Sốt kem thì nấu với lại cá hồi với tôm. Rồi xong. Rồi xong, đây là mì ý sốt bò bằm, mì ý sốt hải sản kem cá hồi với tôm. Đây là cá hồi chiên áp chảo với lại xà lách trộn. Xà lách này mình mua ở siêu thị thôi các bạn. Đó, bữa tối xong. Ok, nhóc đã dậy rồi, đúng lúc mình vừa ăn cơm xong, giờ cho thằng nhóc đi tắm đi ngủ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay thì cháu thể cho mình một like ở bên dưới và đừng quên vào kênh của mình bấm vào nút subscribe, nút đăng ký á.
và cái chuông kế bên để cho nhận để các bạn có thể nhận được thêm những cái video mà mình sẽ chia sẻ cho trong thời gian sắp tới nhé. Ok, bye bye, con bye bye cô chú đi. Bye bye, mặt chưa tỉnh ngủ nè các bạn. Bye bye.